chắc chắn cạo nhá. Ok cạo, được thực hiện lời hứa, giữ lời hứa mà. Ok. Ừ, bỏ ra xem nào. Rồi. Chúc buồn cười không? Ha ha. Cái này đẹp. Đấy, vậy là tôi đã giữ lời hứa với tất cả mọi người. Đủ 8 triệu người đăng ký thì tôi sẽ cạo râu Phương Hữu Dương. Hôm nay tôi đã cạo râu Phương Hữu Dương rồi. Tầm này lời hứa là phải thực hiện rồi. Nào lên 9 triệu cạo cái kia. Lên. Thôi đừng từ từ. Nhưng cẩn trọng. Đấy, đừng giả. Hít cái gì một tầm này. Hết luôn. Gì chống chảy vậy? Đấy, nhìn. Không, mọi người có nhận ra mình nữa không? Nhìn thẳng ra. Đấy. Rồi. Anh có cạo đâu. Thôi thôi. Để anh con cạo râu đi. Thôi đừng. Có cạo được rồi. Đừng đi. Rồi. Thôi thôi em đi. Rồi. Thôi để lúc nào tôi ra tiệm cắt tóc, cắt trần thôi. Bây giờ tôi sẽ vào trong nhà vệ sinh cạo, cạo sạch cái này đi để xem thay đổi như nào. Để em cạo lốt cho. Đánh côn đấy. À, thôi tự cạo được không? Được. Đứng. Vậy là tôi đã cạo râu xong, mọi người thấy có lạ không? Vẫn thế. Anh thấy mát mẻ hơn không? Tóc hơi dài tí, để em cạo lốt cho. Đừng. Tôi thấy.